Và đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ các bạn học sinh sinh viên sẽ khá là thích. Khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy các bạn học sinh sinh viên khá là thích sử dụng cái chai nước hoa này. Và đây là cái chai nước hoa mà khi mà mình còn là sinh viên mình xài khá là nhiều. Hello, chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và như các bạn đã đọc qua ở tiêu đề và màn hình thumbnail thì cái video này mình sẽ gợi ý cho các bạn nam đang là học sinh sinh viên những chai nước hoa để các bạn có thể sử dụng. Thật sự những cái tiêu chí để chọn những chai nước hoa này nó cũng khá là khó và nó cũng khá là nhiều nữa. Thứ nhất là mùi hương nó cũng mát mẻ, đa dụng, dễ sử dụng. Thứ hai là giá của nó cũng phải tương đối hợp lý, cũng khá là rẻ. Mình search một vòng những chai nước hoa mà mình sắp chia sẻ thì giá cao nhất khoảng gần 2 triệu, còn cái chai rẻ nhất thì khoảng 800-900 nghìn. Và thứ tự của cái chai nước hoa trong cái video này mình cũng sẽ sắp xếp thứ tự giá từ thấp đến cao nữa để các bạn dễ lựa chọn. Thứ ba là mùi hương nó cũng phải thích hợp để sử dụng cho nhiều mục đích, nhiều thời tiết khác nhau. Có chai sử dụng vào mùa nóng, cũng có chai sử dụng vào mùa lạnh. Có chai nó tạo cái sự nam tính mạnh mẽ để các bạn đi hẹn hò này chẳng hạn, và cũng sẽ có chai nó khá là hiếm, ít người biết đến để các bạn không sợ bị đụng hàng. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Chai nước hoa đầu tiên đó chính là chai Billie Eilish 360 Red này. Cái chai nước hoa này mình cũng hay nhắc đến trong các video gần đây của mình lắm, đặc biệt là cái video mình chia sẻ những cái chai nước hoa khi mình đi tập gym á. Nếu các bạn có hứng thú về cái chủ đề đó thì có thể xem qua cái video đó nhé. Ở cái chai Billie Eilish 360 Red này á thì các bạn sẽ có một cái mùi hương cam chanh nó khá là tươi mát và sảng khoái. Nếu các bạn đã biết tới cái chai Acqua di Gio á, chai giò trắng á, thì cái mùi hương này nó sẽ có cái nét giống với là chai giò trắng đó. Tuy nhiên á, thì độ lưu hương của chai Billie Eilish này á, nó sẽ tốt hơn một chút. Ở chai giò trắng á, thì nó chỉ khoảng 2-3 tiếng thôi, còn chai này nó được khoảng 4-5 tiếng lận. Và đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ các bạn học sinh sinh viên sẽ khá là thích. Thứ nhất á, là bởi vì giá nó cũng khá là rẻ nữa. Cái thứ hai á, là mùi hương nó mát mẻ, nó sẽ khá là đa dụng. Các bạn có thể sử dụng đi học, đi làm thêm, đi gặp gỡ bạn bè đều được. Hầu như các nhu cầu cơ bản khi mà các bạn sử dụng nước hoa hàng ngày á, thì nó có thể đáp ứng được hết. Đặc biệt á, là cái chai nước hoa này mình cũng không thấy có nhiều người nhắc đến ở Việt Nam, cũng như là không có nhiều nơi bán chai nước hoa này cho lắm. Cho nên mình cũng muốn lưu ý đến các bạn để tránh phải mua phải hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và đó là chai đầu tiên, Billie Eilish 360 Red. Chai nước hoa thứ hai đó chính là chai Missoni Wave. Chai nước hoa này mình cũng đã có một cái video chia sẻ riêng về cái mùi hương này rồi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem một cái video đó nhé. Trong cái video đó mình cũng có chia sẻ là cái mùi hương này nó khá là phù hợp với là các bạn học sinh sinh viên nữa. Khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy các bạn học sinh sinh viên khá là thích sử dụng cái chai nước hoa này. Ở cái mùi hương này nó cũng sẽ là một cái mùi hương khá là mát mẻ. Bên cạnh mùi hương cam chanh thì nó sẽ có thêm mùi hương của nước biển và mùi hương của hoa lavender nữa. Nó sẽ tạo cái cảm giác sạch sẽ và chỉnh chu cho cái người sử dụng. Đặc biệt là đối với là các bạn nam đến lớp mà hơi chú ý một chút về vẻ bề ngoài của mình thì mình nghĩ sẽ khá ấn tượng ở cái mùi hương nước hoa này. Hơn nữa cái mùi hương này nó cũng dễ gây ấn tượng với những người xung quanh, bởi vì cái mùi hương nó khá là mát mẻ, nó tạo cảm giác dễ chịu không chỉ là cho người sử dụng mà những cái người ở gần bạn thì cũng cảm thấy dễ chịu luôn. Cho nên các bạn nam khi mà đi học hay là đi hẹn hò với là các bạn nữ thì các bạn có thể sử dụng cái mùi hương này để gây sự ấn tượng. Độ lưu hương thì mình thấy nó lưu trên da mình khoảng 6 đến 7 tiếng, nó lưu cũng khá là tốt. Còn tỏa hương thì cũng khoảng một cánh tay, nó tỏa cũng khá là mạnh. Đặc biệt là độ hoàn thiện của chai nước hoa này nó cũng khá là tốt nữa. Cái chai nước hoa cũng khá là đẹp, nó khá là bắt mắt. Đặc biệt là nó cũng có nắp 500 hít nữa, nó cũng là một điểm cộng. Và đó là chai thứ hai, Missoni Wave. Đến với chai nước hoa thứ ba, đó chính là chai Lalique Encore. Thì hai chai nước hoa vừa rồi nó là những cái tông mùi mát mẻ, thì đến với mùi hương này nó sẽ là mùi hương hơi trầm và tối một chút. Tông mùi chủ đạo của cái mùi hương này nó là mùi hương gỗ và cỏ hương bài, nó sẽ tạo cảm giác khá là nam tính. Và mùi hương này mình nghĩ nó sẽ phù hợp với là các bạn sống hướng nội, hơi trầm tính một chút, có một chút gì đó bí ẩn thì có thể sẽ ấn tượng qua cái mùi hương nước hoa này. Trong cái video mà mình chia sẻ về những chai nước hoa mà sử dụng vào những ngày mưa thì mình có nhắc tới cái chai nước hoa này nữa. Nếu các bạn quan tâm tới cái chủ đề đó thì có thể xem qua cái video đó nhé. Thật sự cái mùi hương này thì mình thấy nó phù hợp sử dụng vào những ngày mưa thật, bởi vì cái mùi hương nó có nét hơi trầm, nó có chút hoài niệm ở trong đó. Đặc biệt là mình không khuyên các bạn nào mà thất tình sử dụng cái mùi hương này nha, tại vì cái mùi hương này nó sẽ khá là buồn. Các bạn sử dụng vào những lúc thất tình thì maybe chắc là thê thảm lắm, hoặc là không còn chút niềm tin gì vào tình yêu nữa.
mình giỡn chút thôi. Và đối với là các bạn nam trầm tính, ít nói một chút á, thì mình nghĩ cái mùi hương này có thể là một sự lựa chọn cho các bạn. Cái mùi hương này nó sẽ tạo cho các bạn cái hình ảnh người nam trưởng thành, nam tính và có một chút bí ẩn ở trong đó. Độ lưu hương của chai nước hoa này á, thì mình thấy nó lưu khoảng 6 đến gần 7 tiếng. Còn tỏa hương á, thì khoảng nửa cánh tay thôi, nó tỏa cũng không quá xa. Nhưng mà mình thấy như vậy thì nó mới tạo được cái sự bí ẩn. Và đó là chai thứ 3, Lalique Encore. Chai nước hoa thứ 4, đó chính là chai Bentley Intense for Men. Cái chai nước hoa này mình cũng đã có một cái video chia sẻ riêng về chai nước hoa này rồi. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem qua cái video đó. Mình nhắc tới cái video cũ của mình cũng khá là nhiều trong video này. Ở chai nước hoa này mình muốn recommend cho các bạn là bởi vì mình nghĩ các bạn nam sẽ cần một cái mùi hương nó tạo sự nam tính sang trọng để các bạn đi đến những cái bữa tiệc như là các bạn đi sinh nhật, đi gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là đi hẹn hò với là các bạn nữ chẳng hạn. Và nếu như các bạn search cái chai Bentley Incense for Men này thì có thể các bạn sẽ thấy cái mức giá của nó sẽ tương đối rẻ. Các bạn sẽ không nghĩ cái mùi hương này nó sang trọng và nó nam tính thật sự. Tuy nhiên ở trải nghiệm của mình và khi mà mình recommend cho một số người bạn của mình á, thì họ đều khen cái mùi hương nước hoa này hết. Thật sự cái mùi hương này nó sẽ khác hoàn toàn với là giá tiền của nó. Cái mùi hương này là một cái mùi hương rất là nam tính và sang trọng. Nếu như các bạn cần một cái mùi hương lôi cuốn thật sự để tạo sự ấn tượng với là những người xung quanh thì chắc chắn đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể thử qua. Hơn nữa cái chai nước hoa này thì mình thấy nó không được chú ý nhiều lắm ở Việt Nam, cho nên là khi mà các bạn sử dụng thì nó cũng là một lợi thế để tạo sự khác biệt và gây sự chú ý. Đặc biệt là những cái ngày mà các bạn đi date thì các bạn sẽ không sợ mà bị đụng hàng với lại cái mùi hương của ex của các bạn nữ đâu. Độ lưu hương của chai nước hoa này nó cũng khá là tốt. Nó lưu trên da mình được khoảng 8 tiếng, còn tỏa hương thì khoảng hơn một cánh tay nữa, nó tỏa khá là mạnh. Và đó là chai thứ 4, Bentley Intense for Men. Chai nước hoa thứ 5, đó là chai Roberto Cavalli Uomo. Ở cái chai thứ 5 này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một mùi hương mà nó hơi ngọt ấm một chút để các bạn sử dụng vào những mùa lạnh hoặc là khi mà các bạn đi du lịch đến những vùng núi như là Đà Lạt, Tây Nguyên hay là Sapa chẳng hạn. Chai nước hoa này mình cũng đã từng chia sẻ ở một cái video mà những chai nước hoa sử dụng vào mùa thu đông rồi. Nếu các bạn quan tâm tới những chai nước hoa thu đông thì có thể xem qua cái video đó. Về mùi hương thì đây là mùi hương ngọt đến từ vanilla và mật ong. Và đây là cái chai nước hoa mà mình sử dụng khá là nhiều mùa thu đông khi mà mình còn ở Úc, lúc đó mình cũng còn là sinh viên nữa. Và khi mà mình sử dụng thì cũng có khá là nhiều bạn nữ hỏi và khen mình về khi mà mình sử dụng cái chai nước hoa này. Thậm chí mình nhớ có lúc mà mình đang đứng đợi tàu điện thì có bạn nữ tới hỏi là mình đang xài mùi hương gì vậy. Thì mình nói là mình đang xài cái mùi hương này, tình cờ lúc đó mình đang xài mùi hương này. Và bạn nói nữ đó khen cái khá là nhiều cái mùi hương này. Hơn nữa thì đây cũng là chai nước hoa mà mình thấy không có nhiều bạn ở Việt Nam biết tới nó. Không biết có bạn nào ở Việt Nam chú ý tới cái chai nước hoa này không, thì cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Cho nên các bạn còn đang là học sinh sinh viên mà muốn tìm cái chai nước hoa sử dụng vào những mùa lạnh hay là để đi tới những cái nơi du lịch mà có khí hậu mát mẻ thì các bạn có thể thử qua cái mùi hương Roberto Cavalli Uomo này. Và đây là cái chai nước hoa mà khi mà mình còn là sinh viên mình xài khá là nhiều. Lúc đó mình cũng vừa mới qua Úc thôi và tiền cũng không có nhiều, cho nên là khi mà lựa chọn nước hoa thì cũng muốn lựa những cái chai mà nó giá nó hợp lý một chút. Thì hơn á, mình mua cái chai nước hoa này flyby, mình cũng hơi sợ, hơi rén khi mà nhận cái chai nước hoa này, sợ nó không ngon thì sao. Nhưng mà hơn á, là khi mà mình mua á, thì cái mùi hương này mình khá là nghiện nó, mình cứ thích sử dụng nó vào những ngày lạnh lắm. Thật sự bây giờ khi mà mình mở ra mình ngửi á, thì mình cứ nhớ tới cái thời điểm mà mình còn ở Úc không à. Và đó là chai thứ 5, Roberto Cavalli Uomo. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ với các bạn 5 chai nước hoa cho các bạn học sinh sinh viên. Các bạn nghĩ sao về 5 mùi hương nước hoa này, các bạn có thích hay là không thích mùi hương nào thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào thứ 7 mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì sẽ có một cái video nữa vào thứ 4, cho nên các bạn không muốn bỏ lỡ ở đâu.